sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chúc mừng thí sinh số báo danh 096 Đinh Thị Hồng Nhung, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy. Chúc mừng thí sinh số báo danh 071 Bùi Bích Phương, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Chúc mừng thí sinh số báo danh 030 Nguyễn Thị Phương, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Trung ương.